Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Du Sinh có nguy cơ bị hoãn chiếu, Dương Tử lại sắp nhận phim mới hợp tác cùng Hứa Khải. Trên mạng xuất hiện tin cho biết Dương Tử và Hứa Khải sẽ hợp tác trong phim mới, thu hút nhiều sự tranh luận của cư dân mạng. Dương Tử là một trong những tiểu hoa sau năm 90 gặt hái được sự thành công nhờ vào chính thực lực trong giới giải trí hoa ngữ hiện nay. Đặc biệt sự nghiệp của cô nàng lên hương và nhận được sự công nhận yêu thích của khán giả sau một loạt siêu phẩm đình đám như Hương Mật Từ Khỏi Xương, Cá Mực Hầm Mật. Còn về phía Hứa Khải, nam diễn viên cũng là một trong những tiểu sinh đắt giá, được nhiều đạo diễn để mắt sau thành công của Diễn Hy Công Lược. Với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất được đánh giá cao, vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diễn Hy Công Lược của Hứa Khải đã đi vào lòng người hâm mộ. Mới đây trên mạng xuất hiện tin cho biết Dương Tử và Hứa Khải sẽ hợp tác trong phim mới mang tên Xuân Nhật Yến, thu hút nhiều sự thảo luận của cư dân mạng. Nội dung phim Xuân Nhật Yến kể về trưởng công chúa Đan Dương, Lý Hoài Ngọc, bị đích thân hoàng đế, người mà nàng hết lòng phò tá lên ngôi. Nàng mượn xác hoàn hồn trở thành tiểu thư ngốc nghếch của Bạch Phủ, tiếp cận người từ tay đưa cho nàng thuộc độc là Tử Dương Quân, Giang Huyền Cẩn. Hai người trong quá trình tìm kiếm sự thật, đem lòng yêu mến nhau, tính hết mọi chuyện lại không tính được lòng mình. Một số phản ứng của cư dân mạng, thích Dương Tử nhưng không mong sự kết hợp này. Mình sẽ ngồi đây và lọt dẹp hỏng mong dưa thành, hy vọng dưa này không chín. Dạo này Hứa Khải nhà mình nhận được nhiều phim mời quá. Dưa ngọt đi, tớ ăn luôn vỏ, không nhặt hạt luôn. Có Dương Tử là hết muốn xem luôn. Trong khi đó, dự án Du Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn được đông đảo khán giả quốc tế mong chờ vì bộ phim cũng đã hoàn thành cảnh quay và đóng máy hơn 2 năm. Nhà đài vừa chốt lịch lên sóng vào ngày 8 tháng 9 tới. Lý do bộ phim có sức hút mạnh liệt như vậy đều nhờ vào sự góp mặt của hai diễn viên chính là những diễn viên được nhiều người công nhận tài năng diễn xuất đỉnh cao của showbiz hiện nay, Tiêu Chiến và Dương Tử. Thế nhưng những ngày qua có nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng một trong số các diễn viên chính của Du Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn có liên quan đến chiến dịch thanh tẩy gần đây của showbiz khiến phim bị hoãn chiếu. Chính xác như thông tin của nhà sản xuất, đoàn làm phim thì chỉ còn hơn một tuần nữa thôi bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 9 trên đài Hồ Nam và Tyson. Tuy nhiên, vì để tăng cường quản lý chặt chẽ nên Tổng cục Văn hóa Trung Quốc đã thanh trừng và tuyệt tiêu những lùm xùm trong làng giải trí. Đây cũng chính là lý do khiến cư dân mạng lan truyền cho nhau thông tin. Nếu vào ngày 8 tháng 9 mà Du Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn vẫn chưa lên sóng thì đồng nghĩa với việc phim bị cấm sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.